em phải mua hàng giả, trông thì nó rất, nếu mà nói chính xác rồi ai mới chơi mà bảo đây là hàng tự nhiên thì có thể mọi người sẽ tin đó. Cái cổ nó rất là dài. Xin chào tất cả các bác anh chị. Thì ngày hôm nay em lại về một cái mã sâm này. Nó là một cái mã sâm trồng mới, mà cái hàng này ấy, thì ở bên kia thì ông chủ ông bảo cái hàng này nó là cái hàng rất là già, hàng khoảng tầm 25 tuổi. Và cái mã này thì ông chủ đã chọn cho em hầu như là những cái củ mà mầm nó đang lên. Đó, cái mùa cái lúc này ấy, thì cái mầm này nó lên thì nó vẫn còn rất là ngắn, cái củ nó cũng còn rất là đặc, nó vẫn còn nặng, nó rất là nặng củ sâm. Và cái củ loại này này thì ông chủ bảo là ở bên đấy nó khoảng tầm cỡ 25 tuổi. Hàng này thì ông chủ vẫn được em thì vẫn gọi là hàng siêu dễ, dễ nó rất là đẹp, trông nó cũng gần giống tựa hàng tự nhiên đó. Mọi người có thể nhìn này, đây cái vân sâm của nó nhé. Đó, trên cái củ cái vân sâm của nó rất là rõ, và chỉ có hàng già thì mới được như vậy. Và hàng già sâm nhiều năm sâm trồng thì trông nó cũng rất là, khá là giống hàng tự nhiên. Đây cái cổ của nó rất là dài nhé, đây ví dụ như cái này đó. Cái hàng này này thì em về cái lô này thì em về hôm qua, về tối ngày hôm qua, nhưng mà tối ngày hôm qua thì em lại bận một chút công việc, đi mãi tận nửa đêm mới về. Thì mọi người ở nhà thì đã làm xong hết rồi. Thì sáng ngày hôm nay thì có một chút công việc, sáng hôm nay thì có mấy anh muốn lấy thì là em có bỏ ra là để quay chụp, thì tiện đây thì em quay lên một cái video cho mọi người cùng xem. Cái hàng này này thì nó được cái thì nó rất là già. Cái hàng này thì trông nó cũng khá là tựa tựa giống như kiểu hàng tự nhiên. Mọi người có thể mua theo cụ để ngâm cũng rất là đẹp, lá nhìn rất là xanh. Cái thời điểm này thì cũng rất là nhiều anh nhiều chú hỏi em mà là sao không lấy hàng lá, thì hôm nay em lấy hàng của lá thôi, nhưng em không vận chuyển hàng lá già lá dài đâu, vì như thế thì cái củ của nó cũng nó sợ nó hỏng, và tiếp theo là cái củ của nó thì nó hơi xốp đi mất rồi đó. Thì đây cái hàng này thì nó có một cái đặc điểm, đó là em mua cái hàng này thì là em phải mua hàng già, trông thì nó rất, nếu mà nói chính xác rồi ai mới chơi mà bảo đây là hàng tự nhiên thì có thể mọi người sẽ tin đó. Cái cổ nó rất là dài, cái hàng già năm trên 25 tuổi đó. Mỗi củ sâm nó cũng có một cái dáng riêng chứ nó không giống nhau đó. Cũng có những cái củ thì nó không có lá đâu. Ở đây nó đang nó bị gãy, đây cái củ này, nó gãy đi đó, củ này thì nó cũng gãy này. Nhưng mà hàng này thì rất là đẹp đó. Hàng này thì em vẫn gọi là hàng siêu dễ đó. Dạ, cái hàng này thì nó sẽ rơi vào trung bình khoảng từ khoảng tầm 18, 14, 15, 18 đó. Nhỏ khoảng tầm 20, nhưng chắc là 20 thì không có. Và cái hàng này thì em về ít, vì cái giá nó cũng hơi cao. Hàng này thì em về có 10 cân đó. Về gọi là về thử xem là mọi người, từ cô bác anh chị ai có sở thích với cái hàng này không. Vì thực ra thì để mà nói thì để mà vào một cái mã sâm mới thì cũng phải cần có một cái nhu cầu của quý cô anh chị và sự ủng hộ của mọi người, chứ không phải là cứ muốn là vào. Đây là nói chân thành với mọi người là như vậy. Đó, như sâm VIP thì em sâm VIP hoang dã thì hầu như là em mua thì gần như là không phải suy nghĩ, nhưng mà như cái mã sâm mới như này thì em cần phải tính toán suy nghĩ thử xem mọi người có yêu thích hay không đó. Thì mọi người có thể nhìn nào, nó nếu mà nói thật sự là nếu mà nhìn ở trong video này thì mọi người có thể nhìn thấy này, cảm nhận nó rất là giống sâm VIP. Ôi tội nó sâm trầm trông nó hơi béo một tí đó, cái độ mỡ củ trông nó rất là rõ đó. Thì ở đây thì mọi người có thể nhìn đó. Thì cái video này thì em chỉ nói qua qua thôi, thực ra thì cái củ sâm nó đẹp mà nó già thì nó không cần về ấy quá nhiều. Thì mọi người
ai cũng yêu thích hay là mọi người muốn sở hữu cho mình khoảng từ nửa cân một cân đó. Nếu lẻ một củ thì em cũng có bán nhưng mà giá nó sẽ cao hẳn đấy cho mọi người đó. Thì là mọi người cứ phải cân nhắc vào vấn đề này đó. Rất là cảm ơn quý cô anh chị đã theo dõi hết video của em. Thì chúc mọi người một buổi tối bên gia đình vui vẻ, ngày mới làm việc hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau.